Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn sư Ái Minh và chị Đặng Long cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 390 ạ. Na Đâm Ma Ma Na Thi Sẽ Ta Đa Kinh Chi Say Vô Dạ Đa Ni Sẽ Thô Mơ Na So Pi Dê Hi Dạ Tô Dạ Tô Hiên Sa Ma Mô Ni Hoa Ta Thi Ta Tô Ta Tô Sam Ma Thi Mẹ Hoa Đúc Hành Na Lâm Ma Na Sê Tà Đa Kinh Chi Sấy Dô Giá Đa Ni Sê Thô Mà Na Sô Pi Dê Hì Dạ Tô Dạ Tô Hìm Sà Ma Nô Ni Vá Tà Thi Tà Tô Tà Tô Sâm Ma Chì Mê Hoa Đúng Khăn. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái liếm, tâm hại, được chẩn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nà râm ma na sê, tà đa tiên chi say vô, nhá đa ni sê thô, mà na sô pi dê hi. Dạ tô hiên, sà ma nô ni hoa tà chi. Ta tô sam ma tì nể qua đúc khăn. Phạm chí không trả thù ai là điều lợi ích lâu dài về sau. Khi dứt ái luyến vọng cầu, tâm hại chẳng đứng khổ sầu tự tiêu. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thế Đức. Dạ, cảm ơn chị Đặng Long đã bói bài. Dạ, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con vừa thấy một cái bàn tay của vị nào, nhưng mà thấy rớt xuống rồi con xin điều khiết vào chỗ này ạ. Dạ con Tâm Phương, con xin kể ca Pháp Cú số 390 ạ. Náp Ram Mát Sê Tá Đá Kinh Chi Sây Dô Giá Đà Đi Sê Thô Á Sô Pi Bi về hi ta tô ta giá tô hiền tamano ni quát ta tí ta tô tam mát tí mề quát khăm. Đối với Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái liếng, tâm hại được chẳng đứng. Chỉ khi ấy khổ diệt, và đó là phổ dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phạm chí không trả thù ai là một điều lợi ích lâu dài về sau. Khi dứt ái luyến vọng cầu, tâm hại chẳng đứng khổ sầu tự tiêu. Và phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Na Brahma An Se Ta Kinh Chi Na Brahma Satse Ta Da Kinh Chi Say Yo Ya Da Ni Se So Ma Na So Pi Ye Hi Ta To Ta To Him Sa Ma No Ni Wat Ta Ti Ta To Ta To Sa Ma Ti Me Sa Du Kham. Na Brahma Na Se Ta Da Kinh Chi Yo Ya Da Ni Se So Ma Na So Pi Ye Hi Ta To Ta To Him Sa Ma No Ni Wa Ta Ti
tato tato chamate me vadut kham. Dạ con đã đọc và kể xong, xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bức Tài Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính chào quý anh chị. Con kính lễ cô tu nữ Tự Duyên vừa mới vào room. Dạ, con xin phép được trở bài câu pháp cú số 390. Chờ anh mình tí nhất sau cái máy nó trục chặt hoài. Đây rồi. Naramanas Naramanase ta da kin chi se yo gia đà ni sê thô ma na sô bi dê hi gia tô gia tô hin sa ma nô win ni quát ta ti ta tô sầm ma ti mê quá đúc thằng na gầm ma na sê ta đa kinh chi sê dô gia đà ni sê thô ma na sô bi dê hi gia tô hình samano ni quát ta ti ta tô samati mê quá đúc khăn na râm ba na se ta da kin chi say yo ya da ni se tho ma na so bi ye ya to hình samano ni quát ta ti ta tô sammati mê quá đúc khăn. Đối với bà la môn đây không lợi ích nhỏ, khi ý không ái luyến hại được trận đứng, chỉ khi ấy phổ diệt. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Na ram ma na se ta da kinh chi say yo ya da ni se tho ma na so vi ye hi ta ya to hin sa ma no ni wa ta te ta to sam ma te ne wa dung khang na ram ma na se ta da kin chi se yo ya da ni se tho Manaso bi ye ya to hin samano ni vata ti ta to sammati mi wa dukkhang. Thậm chí không trả thù ai là điều lợi ích lâu dài về sau, khi dứt ái luyến vọng cầu, tâm hại chận đứng, khổ sầu tự tiêu. Phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Em không biết mời ai. Dạ. Kính mời Sitina ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ sư Tịnh Tại, con kính đảnh lễ cô Tư Nữ và con chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú 390. Na bàm ma na se ta ta kinh chi se yo ya da ni se thô ma na su phi ye hi gia tù hình sa mạ nô ni quát ta tí ta tù sam ma ti mê quát đúc khăn na bàm ma na se ta ta kinh chi se yo gia đà ni se thù ma na su phi ye hi gia tù hình sa mạ nô ni quát ta tí ta tù sam ma ti mê quát đúc khăn. Đối với bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ, khi ý không ái luyến tâm hại được chẳng đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Hòa thượng Thích Minh Châu. Na brahmana se
se ta ta kin chi se yo ya da ni se tu ma na su pi ye ya tu ya tu hin sa ma nu mi wa ta ti ta tu ta tu sam ma ti me wa tu kang na pa ma na se ta ta kin chi se yo Ya da ni se to ma na su pi ye ya to hin sa ma lu pi wa an ta ti ta tu sam ma ti me wa tu kang Phạm chí không trả thù ai là điều lợi ích lâu dài về sau khi ít ái miếng vọng cầu tâm hại chẳng đứng khổ sầu tự tiêu hòa thượng giới thích con kính tri ân quý sư con kính chân đại Dạ Nam Mô Bát Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Dạ Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ thời gian vẫn còn 5 phút nữa. Dạ thời Phật tử có vị nào chưa lên kệ thì Tâm Phương mời lên kệ để cho cùng có phước. Nên Tâm Phương sẽ nhường mic lại cho vị kế tiếp mà. Dạ alo, dạ như vậy thì chị Đằng Đông ơi, không thấy vị nào lên kệ nữa thì bây giờ Tâm Phương có thể giờ tụng kinh để thỉnh pháp sư ạ. Dạ, dạ Nam Mô Bát Tha Giá, Dạ Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ Tâm Phương kính mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương chúng ta thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Brahman cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tang cha li ang thi wa rang ya cha thang sang te tha sat ta ba ra chan cha ka thi ka e se tu tham mang a bi mang ba cham sa tham ma be rim vi na yang cha ka yang su cha ban đăng bi tham ma cham mang a ko ta yan to cha san chan cha đăng đăng Ba bố tha này về bà đi xa giá mắt chê e vam sa ham ba ti brahma ba ga quan tăng a ya cha thang tùng hi ba quê na tham vua thôn ca ju ne na qua sa yang tăng a bu ya da de na mi ga na yam ta to ga to ban cha wa ya da yo nay ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu tho a nu na tham ma de sa nang ma ga wa sa ni de de si
sa ta nang a tha di sa kham te na sa tu a ye ho man te de se tu tham ma de sa nang sa ba di sa ba di sa yang anukhamba bikata quen chúng sanh tất cả bốn hạng nhờ sang trong nước vinh quang luôn chờ trời lo mọc đăng nhờ ánh sáng trổ lành đại tang mùi hương phạm màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phân nhân lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dây đời nhậm vương gia ngày dời chân sang thuyết sám đồ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được đem hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó đỡ mang giáo pháp 45 mà giam vạn toàn một lòng chẳng khói không một những điều lợi ích thành đoàn lâu năm cả tam giới thừa ẩn vô cập và đám mưa lạnh rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng tỉnh ngài thi pháp mười đàn từ bi chúng sanh ngồi cặp chôn đi tôi mê cầu đường thi ti vãng toàn và dạ, nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sân khai giá cũng vừa đến giờ con xuyên kính thỉnh sư Tịnh Đạt hôm nay bà sư tích giảng cái câu pháp cú số 391 dạ rồi con xin nhân biết lại cho sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Khaya. Tịnh Đạt xin, chúng con xin kính lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày 15 tháng 2 năm 2021 và là ngày mùng 4 Tết năm Tân Sửu. Dạ, ngày hôm nay là ngày giảng kinh Pháp Cú. Hôm nay diễn đàn chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 391. Tịnh Đạt xin được thích nghĩa về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pali này và sau đó sẽ thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền sẽ giảng giải duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn Pháp Cú số 391. Trước khi đi vào cái bài học chính thức thì cho được xin ít phút để mà có một vài dòng thông báo. Kính thưa kính bạch Chư Tăng, kính thưa toàn thể quý vị, thì như là ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh, các vị đã giao phó cho Tịnh Đạt trách nhiệm để mà liên lạc thông qua các cái vị Phật tử để cúng dường đến các vị giảng sư ở trong diễn đàn. Thì vừa qua cái dịp đầu năm mới, các vị Phật tử trong diễn đàn như là cô Rạng Đông, cô Nhật Quỳnh và cô Tina En thì đã phát tâm quan hỷ dâng tịnh tài đến các vị giảng sư ở trong diễn đàn, mỗi vị là 1,5 triệu. Thì như vậy là Tịnh Đạt đã hoàn thành xong cái phụng sự dâng tịnh tài mừng tuổi dường đến các vị giảng sư ở trong diễn xin kính thông báo đến toàn thể quý vị được rõ và quan hỷ với phước báo với tất cả các vị thí chủ. Và một lần nữa Tịnh Đạt xin được thông báo và tỏ lời quan hỷ tán của các quý Phật tử đã có lòng hộ
trì và hỗ trợ cho các vị giảng sư trong diễn đàn. Và quay lại ngày diễn đàn mà chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn pháp cú 1. Câu kệ ngôn pháp cú số 391 mà hôm ta học sao? Kayena wa matidokatang tang tihi thani tang rumi pramnang với những ác ba gỗ dịch và cũng như là bản dịch đã chính nào việc làm quấy do thân, do lời nói và do ý là không có. Vị nào trong ngoặc đơn đã thu thúc ba nơi thân khẩu ý, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và thưa quý vị rằng câu kệ ngôn pháp cú số 391 này chúng ta sẽ học về ngữ vựng, sơ lược về ngữ vựng. Nhất đó là câu Yasa Na Wa dạ alo. Dạ bây giờ quý vị đã nghe được âm thanh rõ chưa ạ? Dạ Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadimi. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết được âm thanh rõ. Để tiếp tục cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 391. Và sau đó sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Thủy Huyền sẽ giảng về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn số 391 này. Yasakayena vācāya manasānati dukkhatang Sanghutanti thanehi tamahang brumi brahmanang. Đối với vị nào
Đối với vị nào việc làm quấy do thân, do lời nói và do ý là không có. Vị nào đã thu thúc ba nơi thân, khẩu, ý, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Câu thứ nhất: Yassa ka ye na wa cha ya. Yassa ở đây là đại từ, không phải đại từ, là một từ chỉ cho, ám chỉ cho một ai đó. Ở đây có nghĩa là vị đó hay là vị nào. Vị nào? Nhà chúng con xin đảnh lễ Thượng Tọa Thế Quyền mới vào room. Yassa, vị nào? Kaye, kaye na, kaye na, từ danh từ kaya là thân. Kaye na chia ở sở dụng cách, do thân, do thân. Vacaya từ cái quân danh từ vaca, nữ tánh. Nữ tánh ở chia ở sở dụng cách, do lời nói. Chúng ta thấy là danh từ tận cùng bằng vị ngữ Á, bằng vị ngữ A, nam tánh hay nữ tánh, tuy là có cái cách sử dụng từ loại sử dụng cách giống nhau, nhưng mà do là tánh khác nhau cho nên chia cái từ nó khác nhau. Kayena và Vacaya. Câu thứ hai: Manasa nati dukkatan. Manasa nati dukkatan. Manasa từ cái danh từ trung tánh mana. Mana và được chia ở sở dụng cách sa có nghĩa là do ý. Do ý. Nati. Nati ở đây được kết hợp với luật sanh thí hai từ ná và athi. Từ ná có nghĩa là, từ ná có nghĩa là phủ định, không. Athi có nghĩa là có, động từ. Động từ có nghĩa là có. Ná athi có nghĩa là không có. Dukkatan, chữ Dukkatan ở đây á, Dukkatan được hình thành bởi một cái tiếp vị ngữ đú với lại một cái quá khứ phân từ kata. Cái từ kata là động từ karti cộng với lại căn, cộng với lại quá khứ phân từ tá, hình thành thành từ kata có nghĩa là việc đã được làm. Và khi kết hợp với lại căn đú, luật sanh thí lên thành hai chữ ca, thành đúc có tá, có nghĩa là việc làm quấy, việc làm quấy hay là việc làm xấu. Yeah. Đúc có tăng, việc làm quấy. Và câu thứ ba đó là sang quốc tăng tí tha nê hi. Sang quốc tăng tí hi tha nê hi. Sang quốc tăng, sang quốc tăng từ cái động từ warati. Warati là ngăn che hay là phòng hộ, cộng với là cái từ sang có nghĩa là hoàn toàn, một cách mỹ mãn, viên mãn. Hay là cũng nghĩa là tự mình nữa. Thì ở đây cái từ sang warati hay là sang quốc tăng có nghĩa là tự mình đã được điều phục. Tự mình điều phục. Dạ. Yeah. Cái từ câu kế tiếp là ta ma hằng pro mi brahmanang. Ta ma hằng pro mi brahmanang. Ta ma hằng ở đây được kết hợp bởi hai cái từ, và cái từ tha ne hi và ti hi tha ne hi. Sorry quý vị. Ti hi tha ne hi là hai từ đi chung. Ti hi tha ne hi được chia ở thể sở dụng cách số nhiều.
Ti hí là con số điếm số 3. Con số 3. Tha nê hí. Dạ, Tịnh Đạt sẽ cố gắng nói lớn lên tại vì sẽ bị nhiễu âm thanh. Ta ti hí là con số điếm, là con số 3. Tha nê hí là cái từ tha ná, có nghĩa là cái nơi trốn. Cái nơi trốn. Ở đây cái nơi trốn được ám chỉ cho là ba cái nơi thân, khẩu và ý, cho nên được chia ở thể số nhiều. Ti hí, tha nê hí là ba cái nơi, tức là thân, khẩu và ý. Ba nơi. Câu thứ tư của câu kệ ngôn 391 là Tamahang Brumi Brahman. Tamahang Brumi Brahmanang. Tamahang được sanh thí bởi hai từ đó là tăng và ahang. Chúng ta tách ra được hai từ đó là chữ tăng và ahang. Tăng là đại từ ám chỉ cho cái vị ấy. Cái vị ấy ở đây là cái vị đã, và cái vị đã là người thu thúc hay là một cách viên mãn và thân khẩu ý. Brumi ahang là ta, là ngôi thứ nhất số ít, là ngôi thứ nhất số ít, có nghĩa là chính bản thân mình đó, là ta hay là tôi. Cái từ Brumi có nghĩa là lời là gọi. Gọi Brahmanang là Bà La Môn, và chữ Brahmanang này tương đương với một cái từ, ý nghĩa tương đương với một cái từ đó là Arahan, là vị A La Hán. Dạ. Tamahang Brumi Brahmanang, ta gọi là vị ấy là Bà La Môn. Dạ. Yeah. Thì như vậy đó là sơ lược về ý nghĩa của ba của câu kệ ngôn số 391. Một lần nữa, câu kệ ngôn số 391 có nội dung như sau. Yassa kayena vacaya manasa nati dukkatang sanghutang tihi thanehi tamahang brahmi brahmanang. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phùng hộ, ta gọi Bà La Môn. Hay là bản Việt ngữ của ngài Giới Đức: với người ba nghiệp ác xa, là thân khẩu ý ôn hòa vô vi, ngài đêm tỉnh giác hộ trì, Bà La Môn ấy đúng vì danh xưng. Nam Mô Bụt Thà Giá. Trước khi tỉnh Thượng Tọa Tị Quyền thì Tịnh Đạt xin thông báo lại, vì lúc đầu mạng đường truyền có hơi yếu, là nhân dịp đầu năm mới thì các Phật tử ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh đã phát tâm quan hỷ để hùng chung hùng, để cúng dường đến các vị giảng sư ở trong diễn đàn, gồm có 7 vị. Và Tịnh Đạt là người nhận trách nhiệm để mà liên lạc với các vị Phật tử. Ở đây có cô Nhật Quỳnh, cô Rạng Đông, cô Tina An đã chung hùng để cúng dường mỗi vị giảng sư là 1,5 triệu. Và xin thông báo đến các vị, Tịnh Đạt đã hoàn thành cái việc cúng dường thay mặt các vị đến các vị giảng sư. Xin thông báo đến toàn thể quý vị và xin được tán thán công đức của các vị Phật tử đã hậu trì hậu độ cho các vị giảng sư để tiếp tục duy trì cái lớp học ở trên diễn đàn này. Và một lần nữa xin thông báo đến toàn thể quý vị. Và giờ đây chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Tị Quyền sẽ thích giảng về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kinh 391 này. Dạ, chúng con xin thay mặt toàn thể xin cung thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành tâm đến lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puthang Phakkawantang Apiwa Demiswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Subhatipanno Phakkawato Sawak Sangkho Sangkhan Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tăng dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hành giáo hội đứng cho từng tăng. Quý tu nữ cũng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Thầy Giá và kính bạch với ngài kính thưa quý vị. Cũng là còn những cái ngày Tết, chúng tôi xin kính chúc quý vị, kính chúc đến Chư Tôn Đức Tăng Pháp Thể Kinh này vào năm mới và gặp nhiều có dồi dào sức khỏe và đầy đủ cái tâm lực, ý lực để tất cả chúng ta truyền dạy chánh pháp cũng như là thực hành Phật pháp, và cũng như gửi đến lời chúc xuân đến toàn thể chư quý vị Phật tử, quý tu nữ được sức khỏe đủ đầy, thân tâm an lạc, và mong quý vị sẽ là người đồng hành, sẽ là người hậu trì Tam Bảo với tâm ý tốt đẹp nhất, và mong cho tất cả thành tựu an lạc nhất, tất cả vì tâm niệm hậu trì Tam Bảo với cái tinh thần nhân quả mà chúng ta tạo nhân lành sẽ quả lành. Dạ, mong cho cả thầy đều được sống an lành, hạnh phúc, dân đức quay lên một nguồn niệm của Tam Bảo. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, kính bạch với ngài kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có số 391. Thì với cái câu số 391 và với người thân miệng ý không làm các hạnh lành ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi bà là môn. Cái sức nguồn, cái duyên khởi này nó rất là đặc biệt. Thì chúng tôi nói đặc biệt là hôm nay nói đến liên quan đến Di Mẫu Gotami, Bà xã Ba Đề, gọi là Maha Bà xã Ba Đề, tức là âm tạo âm gọi là Maha Bà Cha Bà Tí Gotami, là tiếng Phạn. Đây là vị thánh ni đầu tiên được Đức Phật truyền trao giới pháp, truyền trao bát chánh pháp. Giờ có thể nói là, kính thưa quý vị, ở trong cái tinh thần Phật pháp nó có bốn chúng, tức là Thích Khu Ni, Upasaka, tức là Thiện Nam, Upasika, tức là Tính Nữ. Đó là bốn cái cột trụ cho ngôi nhà chánh pháp. Nói một cách khác, tức là bốn tựa để Đức Phật truyền trao giáo pháp. Thì sự chi sự này á, là hết sức đặc biệt. Rồi khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, nó liên quan đến Maha Pasapade. Trước khi mà công bố Bát Kinh Pháp, Đức Phật đã gặp riêng với Di Mẫu Gotami và truyền trao giới pháp và Bát Kinh Pháp cho Di Mẫu Gotami. Và Di Mẫu Gotami đã thọ lãnh cái pháp giới đó. Thì ở trong cái truyện giải rằng là những người mà đã quen thuộc và được trang sức, được ban cái vòng hoa trang sức, nó sự quen thuộc như vậy, và tất cả những người mà tùy tùng với theo đến ngày sau đó, Di Mẫu Tâm Y mới truyền trao lại cho những người tùy tùng theo Di Mẫu Tâm Y, và chính thầy tế độ và thân giáo chính là Phật đã truyền trao cái giới pháp và bát kinh pháp cho Di Mẫu Gotami. Thì vì sao đó có một số vị kheo ni trong tăng đoàn bàn tán về việc này, về việc mà bà Maha Pasapade tại sao mà không có cái truyền trao giới pháp một cách công khai
như là những vị sau này. Do bàn tán họ nói rằng như vậy thì với mẫu của Tâm Y chưa có được, không có thể tế độ và không có thân giáo. Và nếu như vậy thì tại sao mà bà tự xem như là thọ lãnh y một mình, tức là tự bà đắp y lên? Thì cái nghi ngờ trong ni đoàn như vậy, và có một số vị lại không có chấp nhận Bồ Tát chung, làm lễ Bồ Tát mà bất mãn, hay là làm lễ tự tứ, hay làm lễ Bồ Tát và lễ tự tứ với bà. Thì họ đến và bạch Phật cái câu chuyện này. Thì Đức Phật này nói: này các tỳ kheo ni, chính ta đã trao bản tịnh pháp cho Di Mẫu Gotami, và chính ta là thầy tế độ, và chính ta là vị thầy giáo sư đã truyền trao cái giới pháp và bản tịnh pháp đó. Và Đức Phật này khẳng định kẻ đã từ bỏ, những người đã từ bỏ những lỗi lầm về thân, về khẩu, về ý, đã thoát mọi cái tham dục. Với những người như thế không nên nuôi dưỡng cái tư tưởng bất mãn ở trong tâm của tất cả. Và nói lên cầu kệ: với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phù hộ, ta hội Bà La Môn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta nhớ lặp lại một cái chuyện của tỳ kheo ni thời xưa. Nhiều lần Di Mẫu Gotami xin Phật, nhiều lần Ngài A Nan xin Phật để truyền trao giới pháp cho tỳ kheo ni, nhưng Đức Phật này không chấp nhận. Thật là khó khăn một đời sống cho ni giới, phải khổ cực, phải chịu nhiều cái khốn cùng trong cái đời sống xuất gia. Thì cuối cùng thì Ngài A Nan mới bạch Thế Tôn: chỉ những vị những nữ cư sĩ sau khi xuất gia có thể thành được, có thể chứng đắc thánh đạo thánh quả không? Thì Đức Phật Ngài chắc chắn là như thế. Và cuối cùng thì Đức Phật Ngài để chấp nhận. Chúng ta nhớ Di Mẫu Gotami dâng một cái lá y cho đến chính Đức Phật, mà do chính Di Mẫu Gotami tự tay trồng bông vải, tự tay chăm sóc và dệt vải để dâng cái lá y đó cho Phật. Và Đức Phật Ngài từ chối nhận. Ngài bảo Di Mẫu Gotami hãy dâng đến đại chúng tăng, và cái lá y đó lại là dâng ngay cái vị mà đương lai Di Lặc Phật, vị tỳ kheo đương lai là Phật Di Lặc. Cho nên ở trong cái câu, ở trong cái kệ mà dấn y Phật á, mà chúng tôi làm để dấn y Phật á, Sư Nguyên cũng có làm cái câu thơ rất hay: một đại y mà dân hai đấng từ tôn là như thế. Thì chính Đức Phật Ngài, chính Ngài A Nan Ngài nói rằng Di Mẫu Gotami có tấm lòng định tĩnh, tam nghiệp thanh tịnh, tịnh tính đối với Phật. Tại sao Đức Phật không có truyền trao giới pháp khi bởi Di Mẫu Gotami nhiều lần mà xin như vậy? Và cuối cùng thì khả năng nói vậy thì Đức Phật mới quán mình là về cái quá khứ. Thì chư Phật tiền tịnh, chư Phật toàn giác ở quá khứ cũng có các chúng tỳ kheo ni. Và thế là Ngài cho phép, và Ngài nói rằng các chúng tỳ kheo ni khi mà gia nhập vào tăng đoàn thì giảm thiểu nữa một phần tuổi thọ của giáo pháp. Vì người còn nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Vì còn nghe chúng tôi nói rõ không? Và cảm ơn Đặng Đông cũng để chúng. Thì kính thưa quý vị, thì đây là chúng tôi đang nói nguyên vẹn với kinh văn. Và Ngài tuyên đoán rằng chỉ sau một thời gian sau ngày, một thời gian sau cái ni đoàn sẽ không còn tồn tại nữa. Chính Đức Phật Ngài đã xác định như vậy, ni đoàn sẽ không tồn tại nữa. Cho nên việc mà cho ni đoàn vào trong pháp và luật của Ngài thì đó cũng chính là một điều mà để nó đầy đủ. Như hồi nãy chúng tôi nói là bốn cột trụ. Và ngày hôm nay lại có sự xuất hiện của ni đoàn, lại còn có ni đoàn. Thì kính thưa quý vị,
Chúng tôi nói xác định cho quý vị rõ, nếu như chúng ta kính Phật, chúng ta tin Phật theo pháp và luật của Phật là một chuyện khác. Và nếu chúng ta tin theo người thì là một chuyện khác. Nếu tin trên pháp và luật thì ngày nay ni đồn chấm dứt. Chúng tôi cũng nói khẳng định như vậy. Và ở đây chúng tôi nói lên cái bát kính pháp. Bát kính pháp này, tại sao nó bát kính pháp? Tức là 8 điều mà cung kính đối với một vị tỳ kheo ni cho đến trọn đời cũng phải ghi nhớ. Vì nghe đó, điều kiện thứ nhất, một vị tỳ kheo ni dù 100 tuổi hạ, khi thấy vị tỳ kheo tăng mới thọ giới cũng phải đứng lên tiếp đón lễ bái và mời ngồi. Và tỳ kheo ni không được chê bai tỳ kheo tăng, đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba, tỳ kheo ni không được cử tội nói lỗi của tỳ kheo tăng, ngược lại tỳ kheo tăng sẽ nói lỗi của tỳ kheo ni. Cái điều thứ tư, tức là sa di giới, tức là Tomana, thế là sa di ni á, phải được học Phật pháp trước khi thọ giới tỳ kheo ni. Học giới xong theo chúng tăng cầu đại giới thì mới được. Cái điều thứ năm, tỳ kheo ni khi mà phạm tăng tàng phải nửa tháng cầu hai bộ lưỡng tăng mà hành pháp manatta, tức là manatta tức là cái nơi mà cái manatta này coi như là cái trình tội, cái lễ của trình tội hai bộ chúng. Cái điều thứ sáu là tỳ kheo ni trong nửa tháng phải cầu đại giới hay là cầu học giới ở nơi tỳ kheo tăng. Cái điều thứ bảy, tỳ kheo ni không được an cư một nơi mà không có tỳ kheo tăng trong, không có tỳ kheo tăng trong mùa an cư. Và điều thứ tám là tỳ kheo ni sau khi an kiết hạ xong phải ở trong chúng tỳ kheo cầu ba việc để tự tứ sám hối. Dạ, đó chính là 8 cái bát kính pháp. Thì như cô Ái Minh đã trình bày 8 cái phần này, nó cũng có cái sự thay đổi về từ ngữ nhưng nó cũng giống như vậy đó. Dạ, yeah. Thì kính thưa quý vị, như vậy thì chúng ta nói rằng như vậy thì nó có một cái sự bất bình giữa một cái không có bình đẳng, có phải có sự phải không bình đẳng ở trong cái tính của ni đòn hay không? Bình đẳng là một điều mà nhân loại quan tâm từ xưa tới nay rất là nhiều ở khía cạnh. Thì cái bình đẳng đó Đức Phật ngài không phải áp đặt, mang tới cái điều bất ổn cho tỳ kheo ni, cho ni giới đâu. Ni giới cũng có những người tốt, tỳ kheo tăng cũng có những người tốt, ni giới có những người tỳ kheo ni xấu, tỳ kheo tăng cũng có những người xấu. Nhưng ở đây có một điều đặc biệt, trên tinh thần của Phật á, ngài biết các quý vị biết đối với cái ni chúng á, rất là khó khăn trong cái việc mà ở một, trong cái việc mà có cái tư thân thì dễ nguy hiểm bị cái người xấu người ta hại. Và trong kinh đã ghi lại và trong lịch sử truyền giáo này cũng đã trải qua những cái sự xâm hại tỳ kheo ni mà do những người ngoại giáo họ tru diệt Phật giáo, trước nhất là bất lợi cho các tỳ kheo ni vô cùng. Và không phải lúc nào, thời gian nào người hộ pháp cũng có những vị vua chúa để hộ đạo hộ pháp đâu, mà nó có những bất lợi vô cùng cho những vị tỳ kheo ni. Cái sự sinh hoạt cá nhân và cái sự đi đứng nó không có được một cách tức là tự do ổn định. Thì kính thưa quý vị, nữ giới mà cần phải được một sự che chở. Bởi vì tại sao mà thọ ở ví dụ như ở trong đây cũng như là cái tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng á, xin lỗi, cái thọ đã khi mà nhập hạ ở trong cái sự quan sát của tỳ kheo tăng để được cái sự bảo vệ, đây là quả tâm như vậy. Đức Phật ngài lo lắng một cái điều mà hết sức là căn bản. Và cái điều này nói một cách căn bản ấy, tức là Đức Phật ngài bậc thượng trí và bậc mà phá bỏ mọi cái xiềng xích, mọi cái sự câu thúc của giai cấp và coi tất cả chúng sinh là bình đẳng, chứ không có một cái gì mà
mà có những cái sự bất ổn cả. Mà chính Đức Phật chúng ta thấy các vị đế thích, các vị thích tử, dòng họ Thích, đi xuất gia, những hạng bình dân khác, khi mà chứng đắc thánh quả thì là những người con của Phật, chứ không phải mà chỉ có những người dòng họ Thích là chúng ta mới là được công nhận. Còn những người tốt đẹp, còn những người khác không được công nhận. Cái điều này Đức Phật ngài không chấp nhận cái điều đó. Giữa những hàng vua chúa Bà La Môn mà ác xấu thì Đức Phật coi những người đó là người ác, và những người mà có cái tinh thần cầu đạo giải thoát tốt đẹp, dầu cho đó là tiện dân, tức là giai cấp thấp, nhưng họ cũng là những người tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, ở trong kinh nhiều lần có ghi, mà như chúng ta biết ở trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, có ghi là một cái chuyện vua Vanisili á, khi biết hoàng hậu Madhika đã hạ sanh một người con gái thì lúc đó vua không vui. Thì Đức Phật biết được cái chuyện đó, khi đi đến bạch Phật, bạch Phật thì Phật cũng dạy: này Vanisili, như có biết nếu như có những người thái tử mà tám nghiệp ác á, thì cũng là vô giá trị, như những người công chúa được sanh ra mà tam nghiệp lành thì đó chính là tốt đẹp. Thì nhiều chuyện lắm, nhưng đều ở đây, ở trong cái tinh thần và bát kinh pháp này, nó là một vấn đề hết sức là giới hạn cho thế giới. Mà điều đó cái Phật tuệ của ngài, ngài nhìn thấy, ngài hiểu biết. Ở đây chúng ta thấy tam nghiệp thanh tịnh, tam nghiệp được thanh tịnh đó, nó phải có cái gì? Phải có cái sự trong sạch thân của khẩu của ý, được thu thúc, ngày đêm được hộ trì, hay là luôn luôn được hộ trì với tam nghiệp, tức là thân khẩu ý. Thân không sát sanh trộm cướp, tà dâm, khẩu không nói dối, nó hay lửa nó đâm tập, ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác. Ở đây không dễ dàng đâu. Mà khi một người nữ đã thành tựu được như vậy, thì Đức Phật ta gọi Bà La Môn, chứ Bà La Môn đây tức là vì chứng đắc thánh quả. Kính thưa quý vị, nói đến bát kinh pháp, sơ bởi vì những chuyện ngày hôm nay, chúng ta chỉ lấy những cái gì của ngày hôm nay mà chúng ta không so sánh, là cái chuyện mà chúng ta so sánh chuyện của ngày xưa thì nó rất là khác. Như ngày xưa, bây giờ ví dụ, chúng ta ví dụ thôi, ngày xưa bà cha mẹ mình á, sinh đẻ ra chừng 6, 7, 8, 9, 10 người con, vẫn có thể lăn qua lăn lóc chỗ này lăn lóc chỗ nọ, cũng nuôi những người con trưởng thành và tốt đẹp. Nhưng ngày hôm nay, đối với những người cha mẹ, đối với những người cha có những nghiệp vụ căn bản, và đối với những người mẹ cũng có những nghề nghiệp căn bản, nhưng mà nuôi chỉ một hai đứa con là nó lại là không được, rất là khó khăn. Tại sao như vậy? So với cha mẹ chúng ta cũng nuôi chúng ta trưởng thành, cho chúng ta ăn học, như ngày hôm nay ví dụ vậy đi, thì cái cục diện của ngày xưa chúng ta nói nó dễ, thế nào gọi là dễ, thế nào gọi là khó. Thì cũng vậy, chúng ta cũng không thể lấy cái chuyện xưa mà so với chuyện nay, cũng như không lấy cái chuyện nay mà so với cái chuyện xưa, thì cũng như thế đó. Cái bát kinh pháp này nó không phải đơn giản, mà chúng ta trên cái xã hội hiện đại với cái tự giác của Phật tuyệt vời, với cái tự giác của Phật là người không bao giờ có một, khi ngài nói ra những cái gì từ kim ngôn khẩu tử ngài, là những điều đó nó như chân như thật, chúng ta gọi là hoàn thông, hoàn thiện đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, tức là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, giới, định, tuệ được tốt đẹp ba thời, cho nên gọi là sơ, coi như là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, tức là buổi đầu, buổi giữa và buổi cuối. Cái đó nó đến giới, nó định, nó định tuệ.
Nói một cách khác nữa, những gì mà Đức Phật Ngài nói nó không có đi ngược lại cuộc đời. Bởi vì nói những gì nó liên quan đến đến cuộc đời, nó xảy ra như thế. Bây giờ phân tích ra một cái câu mà chúng ta thấy, thí dụ như bây giờ chúng ta chịu khó mà nhìn lại cái câu thôi, để mà để Đức Tịnh Đạt đã thích nghĩa cho chúng ta đó. Ví dụ là giá sa ca dê ná qua cha má là sa nát thi túc cà tăng, cái đại từ đối với người nào hay đối vị nào mà làm sai chữ đúc cái tác, đúc cái tác để đúc cái tác, từ khi cái từ ngữ đúc với cá nó cộng thêm cái chữ cá tác đó, nó thành đúc cái tác. Đúc cái tác đây có nghĩa là cái gì, cái việc ác, là cái việc ác. Mà nếu như làm cái việc ác như vậy thì sao? Làm việc sai quấy từ cái tiếp đồng ngữ đúng đó, hay là tiếp đồng ngữ, xin lỗi, tiếp đồng ngữ đúng thì đúng cái tá đó nó cộng với cái rác, như nói đã sanh tiếng thì nó thành cái chữ đúng cái tá. Thì ở đây một ai mà dù cho là nam nhân hay nữ nhân mà đúng cái tá, mà với thân với khẩu, tức là với qua cha ca gia qua cha má đá xa, tức là với thân với khẩu và với ý đó, má đá tức là ý á, yeah. Hoặc là qua cha tức là khẩu hay là cái lời nói, và ca gia tức là cái thân này, mà nó chia theo sử dụng cách thứ ba trong tiếng Bali đó, tức là sử dụng cách, thì do hay là bằng ai mà người nào mà bằng thân hay do thân do khẩu dự ý hay bằng thân bằng khẩu bằng ý mà làm các cái điều ác, còn ở đây người nào mà do thân do khẩu do ý không làm các cái điều ác, bởi có chữ nát thí, cái từ nát rất là đặc biệt, ách thí là có, mà tiếp đồng nó vào một cái chúng ta gọi là cái bất biến từ, nó thành chữ nát thí, cái được không có cái gì, không có cái không có cái hành động làm, không có, bởi vì nát thiết lúc người ta tức là không có làm bằng thân bằng khẩu. Người nào mà không làm bằng thân bằng khẩu bằng ý đó, chúng ta thấy rất là đặc biệt cái chỗ này nè. Bởi vì thích nghĩa mà giải lại, chúng ta đọc được kinh văn đó mới thấy được. Yes, đây là một đại từ ngầm chỉ thị, một đại từ chỉ thị mà cho một người nào đó, một nhân vật nào đó, một A, một B, một C nào đó, mà không có thân ác, không có khẩu ác, không có ý ác. Tức là Đức Phật đã xác định đó, không làm các ác hạnh đó, không làm các việc ác đó. Ba nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý, được sanh quá ra quốc tăng hay sanh quá ra quốc tăng cũng được, tức là hai đề thì sanh tí sanh quốc tăng, tức là được cái gì, chúng thưa đại chúng, được phòng hộ, được giữ gìn, được kiểm soát, được điều phục. Thân sẽ không làm ác, điều phục cho thân không làm ác, điều phục cho khẩu không nói lời ác, tức là miệng không nói ác, và ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì người đó gọi là tam nghiệp tịnh. Mà tam nghiệp tịnh gì? Mà tam nghiệp tịnh đó xuyên qua cái gì? Ngày và đêm,
hay là nó là luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn tỉnh thức. Mà người luôn luôn tỉnh thức thì người đó sẽ có sự phòng hộ, sẽ có sự canh giữ. Sở dĩ mà đau khổ phát sanh bởi vì mắt bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm lưỡi nếm vị, cho nên tham ái khởi sanh lên, sân khởi sanh lên, bất tội nguyện khởi sanh lên, là một tham ái, hai là phần út, cái tâm khó chịu, một tâm thích thú. Và tâm thích thú là không có phòng hộ, không có thu thúc. Tâm khó chịu cũng không có phòng hộ, cũng không thích thú, để cho tâm nó dài vò thì cái tâm nó bức bách, để cho tâm nó khó chịu. Đây là một hành động mà người tu, đây là một hành động mà người tu không thể hiện hữu được. Nếu như người tu mà được điều phục được tam nghiệp này thì thời người đó sẽ có một cái tâm định tĩnh, cái tâm tốt đẹp. Thì dầu cho là tăng hay ni, tất cả người cư sĩ hay người xuất gia đều sẽ là người tốt đẹp. Chúng ta nhớ ở đây muốn nói cái thân giới, cái khẩu giới và cái ý giới được trong sạch thì bất cứ người nào cũng là tốt đẹp, dầu cho là xuất gia hay là không xuất gia. Nếu như mà xuất gia chỉ là tướng của xuất gia chứ chưa có tánh của xuất gia. Tánh của xuất gia ở đây chính là tâm lý xuất gia. Người nào mặc áo cà sa, tâm chưa rời quê trường thật, không tự chế chân thật, thật không xứng áo cà sa. Ai mặc áo cà sa, thân tâm được tự chế thì người đó thật xứng áo cà sa. Và người ta nói rằng chiếc áo không làm nên người tu. Là như thế. Nhưng ngược lại, chiếc áo đó đã được tốt đẹp. Người tu đó có cái tâm lý mà chúng ta gọi là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Nghe thì nó rất là ghê gớm, nhưng cái thứ quý vị hãy thượng cầu Phật đạo đi, rồi tự mình được tốt đẹp, qua nói cái hạ hóa chúng sinh, tự mình độ mình. Phật độ cho ai, Phật không độ cho ai, mà tự ta phải độ cho ta. Chứ phải có bài hát mà độ ta không độ nàng, nó lại là một chuyện khác nữa, không có chuyện đó. Phật không có độ ai hết. Chúng ta gọi cho là Phật độ thì chúng ta có cái sự nương nhờ, chúng ta có một cái sự che chở. Chứ còn sự thật ra là, tức là ai nghe theo Phật, đi theo Phật, làm theo Phật thì xem như đó là Phật độ. Mà người nào không đi theo Ngài, không thực hành theo lời dạy của Ngài thì người đó cách xa Ngài, thì chúng ta tạm độ, tức là Phật không độ những người đó. Chúng tôi đang nói chữ tạm độ nhé. Bởi vì Đức Phật chỉ đây là ánh sáng của chân lý, ánh sáng của bình minh, kia là mặt trời của bóng tối, kia là hoàng hôn của bóng tối. Mà cái người họ nhất quyết thì họ nói rằng hướng Tây này mới là bình minh, còn hoàng hôn kia là ở hướng Đông, thì là bỏ tay. Cái sự bỏ tay đây là Đức Phật Ngài không thể cải đổi lại cái nghiệp quả của chính mình được. Hỏi độ ai đây? Cho những người cái giáo pháp của chính Đức Phật ban rải và chuyển mê khai ngộ lý khổ đắc lạc cho những người hữu duyên Ngài mới tế độ. Và đúng thời nhiều lần Di Mẫu Gotami và Ngài A Nan Kỳ Giả kề cận bên Ngài đã bạch trình, nhưng lúc đó chưa có đủ duyên. Đức Phật thì không có chấp nhận được. Mà đã đủ duyên thì Đức Phật Ngài đã có sự phòng hộ. Cho nên nếu chúng ta tin theo, hiểu theo, biết theo
cái tinh thần của lời Phật đã là như thế. Thì trong duyên sự, trong câu kinh này dạy cho tất cả chúng ta cái gì? Hiểu biết được Đức Phật Ngài dạy là tam nghiệp được thanh tịnh, người đó sẽ được tốt. Và nếu như thanh tịnh, cái sự thanh tịnh trong thời gian thanh tịnh hoàn toàn chấm dứt, thì đó chính là người đó đạt được thánh đạo thánh quả, giải thoát một cách hoàn toàn mọi phiền não. Thì người ấy Đức Phật xác định ta gọi là Bà La Môn. Bà La Môn đây chính là nói đến các bậc tứ đạo tứ quả đã thành tựu viên mãn các công đức tối hậu tốt đẹp. Trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, sẽ có những điều tốt, sẽ có những điều xấu, sẽ có những điều hay, sẽ có những điều dở. Nhưng tất cả những điều gì đó, chúng ta đừng bao giờ mà lấy một cái khối óc của chúng ta ngu si khờ khạo và đầy dẫy cái phiền não mà chúng ta lại nói rằng hồi xưa Đức Phật nói vậy là sai, thời nay chúng ta phải làm cho phù hợp, chúng ta phải cải đổi, hay chúng ta phải nhập thế, chúng ta phải sửa chữa. Những ai làm như thế là đại tội, những ai làm như thế là đại tội. Và những ai mà không thừa hành trên tinh thần pháp và luật của Đức Phật, đi theo con đường pháp và luật của Đức Phật và đi ngược lại con đường của Đức Phật đã truyền trao, thì người đó thật là thiếu phước. Và thiếu phước hơn nữa là những người cộng sự cộng duyên cho những người đó. Chúng tôi nói thẳng, dầu cho vì đó là như thế nào, có giỏi có hay có tốt như thế nào, nhưng được cái tâm chứ không được cái tướng. Mà ở đây Đức Phật Ngài muốn nói xác định rõ cái vai trò của một người, của một vị tỷ kheo, của một vị tỷ cô ni, phải được tâm và tướng. Tướng thì chúng tôi nói hình tướng, hình thái. Và tướng tâm ở đây chúng tôi đang nói tâm lý đoạn khổ diệt khổ hay tâm lý xuất gia. Thì nó tâm lý xuất gia thì ai cũng có được tâm lý xuất gia, nhưng hình tướng xuất gia thì phải xét lại. Thì phải xét lại. Nó xét lại ở đây có nghĩa là đúng với cái vai trò, đúng với cái tinh thần của Phật Pháp thì rất là tốt đẹp. Bằng ngược lại, không đúng với tinh thần Phật Pháp thì thôi, đường sanh tử không ai nói giữ. Nghiệp duyên của tất cả chúng ta tự quản, tự xét, tự suy, tự lo, tự làm. Chứ còn tất cả chúng ta thừa nghiệp, thừa tự, thừa hành theo cái nghiệp của mình đã tạo, chứ không ai đây, chủ thì chính ai. Đó là như thế. Thì chúng tôi xin có đôi điều trình bày qua duyên sự và pháp cú số 391 là như thế. Mong tất cả chúng ta tuy duyên mà hiểu biết. Nếu có được chia sẻ thức trên cái những mong phòng thể chưa công đức tăng quan hệ, và nếu có được chia sẻ thức cái những mong phòng chưa phục tử quan hệ cho chị em sinh chấm dứt là giải thức nơi đây trước khi được lời dân phước lành được trời được thích từ đại thiên vương, các vị chư thiên phụng trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, chùa Vũ Đức. Mong tất cả chư vị quan hỷ và cũng như tất cả chúng sinh và chân linh kỹ linh giác linh ở tại nơi hai chùa xin được an lạc, xin được ấm hóa, và mong cho tất cả chúng ta luôn luôn được nhiều sự an lạc, được nhiều sự ấm hóa trong Phật pháp. Và xin chúng tôi xin chấm dứt thời gian trước nơi đây. Nam mô Bổn Thầy Giả, nam mô Tham Hòa Giả, nam mô Sảnh Kha Giả. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Quyền. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đông chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dân mít đến sư. Vato sappamangalam rakkhantu sappe devata sappabhuta dukkhavena sada sati pamantute vato sappamangalam rakkhantu sappe devata sappadhammanubhavena sada sati pamantute vato sappamangalam rakkhantu sappe devata sappasanghanubhavena sada sati pamantute.
Tất cả pháp hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà ngoại đức của chư Phật, do nhà ngoại đức của giáo pháp, do nhà ngoại đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.